Trong hai buổi sáng 15 và 16 tháng 12, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra 152 mô tô phân khối lớn thuộc các đoàn xe chạy trên quốc lộ 1, trong đó có ít nhất 4 chiếc vi phạm tốc độ nhưng một chiếc đã bỏ chạy. Riêng trong sáng ngày 16 tháng 12, trạm cảnh sát giao thông Hàm Tân, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận và lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trạm kiểm tra xe hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận. Trong đó, một đoàn xe mô tô phân khối lớn hơn 80 chiếc có một số xe trên 1.000 phân khối chạy trên quốc lộ 1, khu vực huyện Hàm Tân. Lực lượng cảnh sát giao thông đã dùng máy đo tốc độ cầm tay phát hiện 4 trường hợp vi phạm. Trong đó có một người ngụ Nha Trang Khánh Hòa lái mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ 82 km trên 60 km trên giờ. Một người nước ngoài quốc tịch Ý, tạm trú quận 7 thành phố Hồ Chí Minh, lái mô tô phân khối lớn cũng chạy quá tốc độ 85 km trên 60 km/h. Còn một trường hợp khác, đi mô tô phân khối lớn vi phạm tốc độ nhưng không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy. Do đó, lực lượng cảnh sát giao thông đã lưu lại thông tin, biển số và tiến hành thông báo phạt nguội. Theo lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận, từ ngày 1 tháng 12 đến nay, lực lượng đã cho dừng xe và kiểm tra hơn 6.500 mô tô phân khối lớn, xe máy và đã tạm giữ ít nhất 617 xe vi phạm. Việc kiểm tra mô tô phân khối lớn được thực hiện theo kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm của công an Bình Thuận diễn ra từ ngày 15 tháng 12 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024.